bay hả? Ờ, Funny Bay. Đẹp thế. Là đi săn Wallaby đó. Wallaby ở đâu? Mình đang đi săn nè. Tụi mình đang đi East Point. Là không phải công viên thì gọi là cái gì em nhở? Cái khu du lịch. À. Ở đây có gì hay em? Ở đây người ta đi tắm biển rồi đi câu cá. Ở đây là có con wallaby được gọi là giống như là giống kangaroo nhưng mà nó nhỏ hơn. Nó dạng baby của kangaroo. Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình đang đi cái East Point Aquatic Life Reserve này mọi người. Cái này là ở Fanny Bay nha. Cái đây là biển phía đông tên là East Point Beach. Thấy con ngựa kia không? Đâu em? Ồ, con ngựa kia. Trời, trong này nhìn rất là hoang sơ luôn á. Người ta tới đây để đi dạo này, đi thám hiểm, đi câu cá nè. Trời ơi, mọi người, đẹp ghê không? Trời đó. Đi đâu? Đi qua xuống cái đường này đi ha. Dễ thương vậy trời. Hello. Đây đâu em? Ôi, có được không ta? Đẹp thế. Cái này giống cái táo này. Như đang trong rừng á em. Ôi trời ơi mọi người ơi, cái đường này dẫn ra bãi biển nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Wow. Trời ơi, xa xa là cánh buồm trắng. Mấy con thuyền nó đi nè mọi người. Đẹp dễ sợ luôn. Cái này là ở Fanny Bay nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Bãi biển ở đây thì rất là hoang sơ ha. Không có nhiều người đến nè. Biển là trắng muốt luôn. Mấy cái chỗ này là rặng san hô chết đó mọi người. San hô này mọi người. Cái rặng san hô không biết bao nhiêu năm về trước. Đây con ốc nè, con ốc nè, đâu phải cục đá đâu mọi người. Hay quá ha. Đây gọi là hóa thạch à. Để ra quay cho mọi người xem con ngựa. Ôi, nó đẹp chưa? Có ăn không? Ăn kìa, ăn kìa. Ủa? Ôi, bé cẩn thận. Không bảo cho ăn ăn với kìa. Lại cho ăn ăn với. Nó ăn cỏ khô á. Nó ăn nữa. Nhìn mặt hiền ghê. Đây đẹp trai mọi người ơi, nhìn cắt tóc húi cua nè. Đi xem wallaby cuối cùng là chỉ thấy ngựa thôi mọi người. Ngựa và biển. Như vậy cũng mỹ mãn rồi ấy. Bọn mình đã đi cây East Point về rồi nha mọi người. Bây giờ là ghé qua nhà bạn chơi. Thì quay xem cho mọi người xem thử một cái nhà mà thuê ở Úc nó như thế nào nha. Nó khác với nhà phía bên mình thuê á. Cho nên là đi vào xem thử sao ha. Let's go. Trời, xinh thế. Wow.
Mới vô nè mọi người. Tivi nha, sofa nè. Của em mua hết à Phú? Dạ. Trời ơi. Đẹp quá. Cái đây ra được không? Phía ngoài đây là cái view ra bãi cỏ nè mọi người. Trời, phơi quần áo ở đây ha. Mình thích dễ sợ luôn á. Nó kiểu bự quá mọi người. Nó khác chỗ mình nữa. Ở bên đây đẹp quá trời. Nhìn trồng cây nữa nè. Thú vui tao nhã chứ. Không biết có cá không. Sao cái cây này rớt ra ngoài rồi. Trời, nhìn nè. Trời, nó mọc ở đây mọi người. Cây mà nó bò lên nữa nè. Đẹp quá. Trưa nắng ở nhà mát rượi rượi ha. Để vào ở trong xem nha. Đây là nhà bếp. Trời, rộng gấp mấy lần bên mình ở mọi người ơi. Nhìn sang xịn mịn không? Ủa, ở đây trong đây là có mấy phòng luôn vậy Phú? Hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ, một nhà tắm. À, nhà tắm nè. Và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm cần.